Sáng ngày 1 tháng 4 năm 2020 đã là ngày đầu cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và có công văn yêu cầu dừng hoạt động của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, nhưng bến đò Phú Cường ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một vẫn chở khách qua sông Sài Gòn từ Bình Dương sang địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Bình Dương đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu tạm ngừng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi, xe khách tuyến cố định, các hình thức xe ôm bên trong ngoài bến xe khách và kể cả bến đò ngang trên sông, trừ các trường hợp cho phép vận tải. Đến 10 giờ sáng cùng ngày 1 tháng 4 năm 2020, bến đò Phú Cường vận chuyển khách qua sông. Có chuyến hàng chục người đi đò, chủ đò cho biết do văn bản gấp gáp nên họ có phần bối rối. Nói là phường mới đưa giấy là đưa hồi nào rồi chị? Đó, mới đưa nè. Chuẩn bị đưa. Chuẩn bị mới đưa. Giờ nếu như mà chị nhận được giấy như vậy rồi thì đến khoảng chừng nào chị mà dừng hoạt động? Chị chuẩn bị rồi. Chứ giờ khách đi, mấy người đi bộ bán về á. Cho mấy bà già đi bán về cái là xong rồi. Mấy người ta qua hồi kia đó. Tại đâu có nói rồi tao biết. Ta có biết cái việc này không ạ? Có. Dạ. Và hôm nay anh đi thì có công việc gì vậy? À, mình đi, mình giao hồ sơ cho công ty. Vì sao mà anh vẫn đi qua đây ạ? Cái đó mình chưa biết. Cái đó mình ở thành phố, mình ghé đây, mình chưa biết. Tại bến xe Bình Dương, tất cả các loại xe buýt, xe khách Bắc Nam và đi các tỉnh miền Tây đã ngừng hoạt động. Đại diện bến xe khách Bình Dương cho biết, mặc dù nhận được công văn chỉ đạo trong thời gian rất gấp, nhưng quyết tâm đóng cửa bến xe kể cả các chuyến xe khách Bắc Nam đã nhận khách, hành lý và hàng hóa. Trong khi đó, các chợ dân sinh trên địa bàn Bình Dương vẫn tấp nập. Tại chợ dân sinh trên đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, cảnh mua bán vẫn diễn ra bình thường. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng có văn bản hỏa tốc yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để phòng dịch COVID-19. Người dân được khuyến cáo ở yên tại chỗ, chỉ đi ra ngoài trong các trường hợp cần thiết như mua đồ dùng thiết yếu, thuốc chữa bệnh, đi cấp cứu, v.v.